Kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay bệnh thoái hóa cột sống cổ là một cái dạng bệnh rất là phổ biến và thường gặp ở tuổi trung niên trên 30 tuổi. Nguyên nhân là do tổn thương thoái hóa của sụn khớp do quá trình sinh tổng hợp chất cơ bản proteoglycan do tế bào sụn có sự bất thường. Đặc trưng của bệnh đó là có sự mất tế bào sụn của lớp tế bào dưới sụn và tổ chức xương được tạo mới, tạo thành những cái chồi xương, gai xương. Ở thoái hóa cột sống cổ thì có sự kết hợp giữa hai loại, đó là thoái hóa địa đệm và thoái hóa mõm liên sau. Ở thoái hóa cột sống cổ thì thường gặp nhất đó là các đốt sống cổ C5, C6 và C6, C7. Thì bệnh nhân sẽ than đau tê ở vùng sau gáy, lan xuống vùng vai và lan xuống mặt ngoài gẳng tay và tới ngón út, ngón đeo nhẫn và ngón giữa, to đau và tê. Và ngoài ra một số bệnh nhân còn than là đau từ vùng sau gáy lan tới nửa đầu và có thể có cảm giác là chóng mặt, ù tai và hoa mắt, làm cho bệnh nhân cảm giác rất là khó chịu. Và những cái ngành nghề mà thường gặp mà trong cái thoái hóa cột sống cổ như là giáo viên, thợ sơn, nghệ sĩ piano, rồi những người mà ngành nghề ngồi lâu với máy vi tính, hoặc là bác sĩ phẫu thuật, những người mà cần gập cổ hoặc là ngửa cổ trong một thời gian khá dài. Để chẩn đoán thoái hóa cột sống cổ thì dựa vào chụp phim X-quang hoặc là chụp cộng hưởng từ MRI. Trên phim X-quang thì mình có thể xem được là các lỗ liên hợp có bị hẹp hay không, có mọc cái gai đốt sống hay không, và các khe khớp có bị hẹp hay không. Còn trên phim MRI thì mình sẽ nhìn rõ được sự thoái hóa của các địa đệm và có bị chèn ép ở các địa đệm ở tầng nào, và làm cho hoặc là có cái sự khối u chèn ép tủy cổ hay không. Thì từ cái kết quả đó, bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp sẽ cho bệnh nhân là điều trị phẫu thuật hoặc là điều trị nội khoa kết hợp với phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu. Điều trị và thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp vật lý trị liệu cho hiệu quả rất là cao. Cột sống của bệnh nhân sẽ được kéo giãn bằng giường kéo tạ, hoặc là hiện đại hơn đó là giường kéo máy. Thì các lỗ liên hợp sẽ được mở rộng ra, tạo điều kiện cho các địa đệm nó trở về vị trí cũ, và các gai xương, chồi xương sẽ không còn chèn ép vào rễ dây thần kinh, và các cơ co thắt sẽ được kéo giãn ra. Ngoài ra, bệnh nhân còn được sử dụng sóng siêu âm để giảm co thắt và giảm đau các cơ, và thấu nhiệt vi sóng, đèn hồng ngoại và túi chườm nóng để giảm co thắt và tăng cái tuần hoàn tưới máu vùng cổ để cho thư giãn các nhóm cơ xung quanh vùng cổ không có bị co thắt. Ngoài ra, các chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn các tư thế tốt và những cái động tác tư thế xấu mà cần phải tránh. Ví dụ khi từ vị trí ngồi ha, bệnh nhân có thể chuyển từ nằm nghiêng và nằm nghiêng hạ người xuống thấp, nằm nghiêng rồi lúc đó mới nằm ngửa ra. Và cũng tương tự, khi mà muốn ngồi dậy thì người bệnh cũng phải chuyển qua từ vị thế nằm nghiêng, chống tay và ngồi dậy để giữ cái cột sống lúc nào cũng thẳng. Ngoài ra, không nên được xoay cổ một cách nhanh và đột ngột. Chắc mà mấy người mình hay có cái thói quen là hay rắc cổ để cảm giác để chịu, nhưng đó là một trong những thứ khác rất là xấu. Và những cái công việc mà cần phải ngửa cổ ở thời gian dài hoặc là phải gập cổ ở trong một cái thời gian dài thì mình phải có một cái thời gian dị nghị giải lao sau khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và các đồ vật ở trong nhà thì mình cũng không nên để quá cao, để bệnh nhân phải đứng hoặc là với cao một mắt ngửa cổ như vậy, hoặc là bệnh nhân phải hạ thấp xuống với cứ gập cổ như vậy, thì tạo cho cái sự thoái hóa cột sống cổ sẽ diễn ra nhanh hơn. Và khi mà nằm thì người bệnh không nên nằm kê gối quá cao, bởi vì khi mà kê gối quá cao thì làm cho người bệnh bị gập cổ rất là gập cổ về phía trước ở cái cao, dễ bị thoái hóa ở C5, C6 và C6, C7. Sau đây là các bài tập dành cho người bị thoái hóa cột sống cổ. Bài tập thứ nhất đó là cái bài tập kéo giãn. Thì người bệnh nhân phải nhờ sự trợ giúp của người nhà, bệnh nhân nằm sát bên cạnh giường và người già dùng hai tay đỡ dưới sự vùng xương chậm của người bệnh và dùng một lực kéo vuông góc với trục thẳng đứng của cái người trợ giúp. Mình dùng một cái lực và mình kéo cột sống cổ nhẹ nhàng ra, tạo điều kiện cho các lỗ liên hợp được nới rộng, được địa đệm được về vị trí cũ và các cơ dọc theo cột sống cổ được kéo giãn. Mình kéo từ từ nhẹ và giữ lại. Lúc nào thấy mỏi thì mình thả lỏng từ từ, mình không có nên thả lỏng một cách đột ngột, bệnh nhân sẽ cảm giác khó chịu. Lặp lại khoảng 10 đến 15.
năm này, đó là bài tập kéo dài. Bài tập thứ hai đó là cho người bệnh tập mạnh các cơ vùng phía sau cổ, cho người bệnh tập hai đầu gối lại, hai tay chống chặt ra thân người, và cho người bệnh vận ngực vận cổ ra sau, vận cổ ra sau để các cơ vùng cổ phía sau mạnh, và cho mình ngăn giữ lại lúc nào cái mỏi từ hạ xuống, và sau đó mình lặp lại tiếp, giữ lại. Hội đồng cắt làm từ 10 đến 15 lần tùy theo sức khỏe của mỗi người. Bài tập kế tiếp là cho người bệnh nằm thẳng và cho bệnh nhân đặt cổ về phía bàn chân, sau đó giữ lại lúc nào thấy mỏi thì bệnh nhân có thể hạ từ từ đầu khắp lại bình thường, và sau đó hết mỏi thì mình có thể thực hiện tiếp, giữ lại, cố gắng giữ lại. Lúc nào cái mỏi thì mình hạ xuống để cho các cơ vận cổ phía trước được mạnh. Mỗi động tác làm từ 10 đến 15 lần, cố gắng giữ lại. Lúc nào mỏi thì mình lại về tiếp tục. Động tác kế tiếp nữa, cùng người bệnh cũng nằm trên giường, cho tay phải của người bệnh đặt phía đầu phía bên phải của người bệnh, và cái đầu của người bệnh cố gắng gập về phía bên phải, nhưng mà tay phải dùng một cái lực khác để khá lại, thì cố gắng gồng lại cho cái cơ nó cơ cái bên cổ bên này như thế này. Lúc nào thấy mỏi thì mình đổi bên, đặt tay phía bên trái và đầu cố gắng nghiêng qua bên trái, và tay cố gắng dùng một lực để khá lại, không cho đầu quay qua, cứ như là các cơ vùng cổ hai bên như thế này. Lúc nào mỏi mình lại đổi tay, mỗi bên là từ 10 đến 15 lần. Sau đây là các bài tập mạnh các cơ vùng cổ ở vị thế ngồi. Người bệnh ngồi dựa lưng vào ghế và tay một tay phải hoặc tay trái mình đặt trên vùng trán. Cái đầu người bệnh cố gắng gập về phía trước và tay cố gắng để khá một cái lực giữ lại để cho các cơ vùng cổ phía trước được mạnh. Gồng mạnh giữ lại. Lúc nào thấy mỏi thì mình nghỉ, và hết mỏi thì mình lại lặp lại tiếp. Cái đầu cố gắng gập về phía trước và tay cố gắng gồng giữ lại, gồng mạnh lại. Rồi, lúc nào mỏi thì nghỉ, và mình lặp lại 10 đến 15 lần. Động tác kế tiếp là người bệnh đặt tay phải lên phần vùng đầu bên phải và cố gắng nghiêng đầu qua bên phải, tay phải dùng một lực để kháng mạnh, để giữ đầu ở vị thế trung tính. Cố gắng gồng giữ lại để nhóm cơ phía bên cổ được mạnh. Giữ lúc nào mỏi thì mình đổi tay và đổi bên. Cố gắng đầu nghiêng qua trái và tay cố gắng đề kháng giữ đầu thẳng. Cố gắng giữ lại đầu, cố gắng nghiêng qua bên trái. Lúc nào thấy mỏi thì mình đổi bên. Mỗi động tác làm 10 đến 15 lần. Làm khoảng 8 động tác này thì được tính một đợt. Một ngày chúng ta cố gắng duy trì từ 2 đến 3 đợt để cho giúp cái cột sống của mình nó càng ngày nó càng vững chắc hơn. Và khi lao động ở những cái công việc mà cần gập cổ hoặc ngửa cổ quá lâu, thì khi cái cổ mình nó đã mạnh rồi thì nó sẽ giúp cho mình tránh khỏi phải mỏi cổ khi mà mình duy trì trong một cái thời gian dài. Xin chào và chúc quý vị sức khỏe mỗi ngày tốt hơn.